Xin kính mời bác Minh Đạt Diệu Thành và chúng con kính mời máy tịnh hiện đạo tràng Tùy Duyên sang tịnh Sơn Tây ở Zoom 336 chuẩn bị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy Dấu Âm Tịnh Hải, xin thầy từ bi giảng giải cho chúng con. Ban hộ niệm chúng con vừa mới đi hộ niệm cho một hương linh, sau 12 giờ đồng hồ chúng con thăm thân thì thân thể rất mềm mại nhưng lại có mấy điểm ấm trên thân, đầu gối rồi bụng, ngực đều còn ấm. Chúng con tiếp tục hộ niệm thêm đến 15 giờ đồng hồ, khi thăm khám lại thì thân thể hương linh vẫn ấm như lúc trước. Và chúng con lại tiếp tục niệm thêm cho hương linh tổng cộng 19 giờ. Sau đó, sau 19 giờ đồng hồ chúng con thăm thân, thì thân thể và những điểm ấm vẫn y như lúc trước, chúng con đành trả lại cho gia đình để họ làm hậu sự. Chúng con xin thầy từ bi giảng giải hướng dẫn cho chúng con, hiện tượng của hương linh sau 19 giờ xả bỏ báo thân, tại sao thân xác đã được mềm mại như vậy mà lại còn nhiều điểm ấm? Và gặp những trường hợp như thế này thì chúng con phải khai thị gỡ giải, hướng dẫn cho hương linh cũng như cho gia đình người bệnh như thế nào ạ? Chúng con xin thành tâm tri ân thầy. Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Trên cái nguyên tắc hộ niệm, khi mà cái thân còn ấm nhiều chỗ thì nên khuyên gia đình hãy tiếp tục hộ niệm tiếp. Tạm thời đừng nghĩ tới cái chuyện hậu sự sớm, cố gắng lên. Thay vì mình niệm 4 tiếng nữa còn ấm thì mình có thể khuyên gia đình niệm thêm 4 tiếng nữa. Và trong cái khoảng thời gian đó là người trưởng ban hộ niệm nên bàn với gia đình là coi thứ có cái điều gì mà khó khăn vướng mắc của người ra đi đó mà chưa thông báo với ban hộ niệm không, chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ. Và một cái điểm nữa cũng nên nói vào đây là ở đây không có thông báo là cái người ra đi này bị cái bệnh gì, tại vì có nhiều cái căn bệnh mà dùng các cái thuốc, các cái chất thuốc, các chất thuốc đó có thể nó gây tác dụng tạo ra nhiệt trong cơ thể thì cũng có thể xảy ra. Cho nên là kéo cái thời gian ấm của cái thân này nó dài lâu hơn. Thì mong chư vị cũng phải chú ý cái điểm này. Và dù thế nào nữa, 19 tiếng mà thân nó cũng ấm thì cũng chưa phải là viên mãn. Tốt nhất là lần sau làm như vậy thì khuyên gia đình là nên đình lại cái chuyện hậu sự để tiếp tục hộ niệm tiếp, khuyên rằng khai thị giúp cho cái hương linh đó quyết lòng buông xả mà đi vãng sanh. Thì trong cái phương pháp hộ niệm, chư tổ thường nói rằng là những người mà sợ chết còn tham tiếc cái thân thì cái hiện tượng mà cái thần tức kẹt trong cái thân nó dài lâu hơn những người không sợ chết. Cho nên thường thường giữa âm ai khuyên chư vị là bệnh cũng không sợ mà chết cũng không sợ, như vậy thì cái bệnh xuống là mình mừng. Khi bác sĩ nói là không cách nào cứu chữa được mình mừng, thì cái mừng này là cái mừng gọi là cái ơn huệ cho chính mình để giúp cho mình khi ra đi cái thần thức của mình không bị cái thân này nó kéo lại, cái xác này nó kéo lại thì mới hay. Mong chư vị nhớ là phòng bệnh hơn chữa bệnh, chứ đừng có thấy mà bệnh một chút mà lo, đúng không? Bệnh một chút mà lo coi chừng nó lo luôn đến cái lúc mà mình chuẩn bị buông xả bốc thân ra đi, cái lo này nó tràn lên tới cả trăm lần, có ngàn lần khác hơn. Tại vì nhớ là bây giờ đây mình có đâu có bệnh gì đi nữa thì mình cũng có thể ngồi được, đi được, tức là không đến nỗi nào. Nhưng mà lúc đó đến nỗi mà mình rụt rụt cái tay không nổi, mình chuyển cái thân không được, cái thở cũng không được nữa, những cái này nó làm cho cái tâm hồn mình bị khủng hoảng lên, lúc đó không còn ai ngăn cản được. Cho nên mong chư vị phải nhớ là Ngài Thiện Đạo Đại Sư luôn luôn nhắc nhở là không được sợ bệnh, không được sợ chết, để cho tránh cái tình trạng là tu cả một cuộc đời mà sau cùng trước cái chết mình không mạnh dạn buông ra để vãng sanh. Rất nhiều người bị vướng vào cái này, thì có thể là hương linh bị vướng cái này chăng. Mà trong khi đó thì cái vấn đề là mềm mại mà thân tướng còn nóng, chúng ta
Phải nói là đây cũng là một cái dịp hay, nhưng mà tuyệt đối đừng bao giờ coi như là làm hậu sự trong lúc thân thể còn đang nắm nhiều chỗ nhé. Chứ vậy A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân thầy.